Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietNamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có bài phát biểu bị chê là tục tĩu và đầy thuyết âm mưu khi ông nói về việc các phóng viên bị bắn và ám chỉ rằng ông không nên rời Nhà Trắng sau thất bại năm 2020 trước đối thủ Joe Biden. Bài phát biểu ngày 3 tháng 11 tại Lancaster, Pennsylvania của ông Trump không giống như một bài phát biểu chuẩn mực trong giai đoạn kết thúc chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống. Ứng viên Đảng Cộng hòa liên tục nêu nghi ngờ về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và khơi lại nỗi bất bình về việc bị truy tố sau khi cố gắng lật ngược thất bại của ông 4 năm trước. Ông Trump cũng chỉ trích giới lãnh đạo quốc gia cực kỳ bất tài và truyền thông Mỹ chuyển hướng cuộc vận động sang chủ đề bạo lực với báo chí. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa nói đến tấm kính chống đạn được đặt trước mặt ông tại các sự kiện sau khi ông bị ám sát hụt trong sự kiện ở Butler hồi tháng 7. Ông Trump cũng nói về những nơi ông thấy có lỗ hổng trong lớp bảo vệ. Ông Trump nói, tôi có một mảnh kính ở đây, nhưng tất cả những gì chúng ta thực sự phải đối mặt là tin tức giả mạo, và để sát hại tôi, ai đó phải bắn xuyên qua tin tức giả mạo. Và tôi không bận tâm đến điều đó nhiều lắm. Đây là lần thứ hai trong những ngày gần đây, ông Trump nói về việc chĩa súng vào những người mà ông coi là kẻ thù. Ông cho rằng hạ nghị sĩ Liz Cheney, một người thường xuyên chỉ trích Đảng Cộng Hòa, sẽ không sẵn sàng ủng hộ các cuộc xung đột ở nước ngoài nếu bà bị 9 nòng súng chĩa vào mình. Khi chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa là đến ngày bầu cử, ông Trump vẫn chỉ trích hệ thống bầu cử và khẳng định ông chỉ có thể thua đối thủ Kamala Harris nếu có gian lận. Một số đồng minh của ông, đáng chú ý là cựu chiến lược gia trưởng Stephen Bannon, đã khuyên ông Trump tuyên bố chiến thắng sớm vào ngày 5 tháng 11. Đó là điều ông Trump đã làm cách đây 4 năm, bắt đầu quá trình chống lại kết quả bầu cử, với đỉnh điểm là vụ phá phách đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trong năm nay, ông Trump thực hiện chiến dịch vận động tương đối kỷ luật, nhấn mạnh những vấn đề mà các trợ lý của ông tin có thể mang lại chiến thắng cho ông. Tuy nhiên, sự kỷ luật đó đang ngày càng sụp đổ. Trong những tuần gần đây, ông Trump đùa cợt về bộ phận nhạy cảm của golfer Arnold Palmer, dùng ngôn từ bị cho là phân biệt giới tính hoặc kỳ thị chủng tộc. Ông Trump thường nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác, một phong cách diễn đạt mà ông gọi là sự đan xen. Nhưng lần này, ông bị cho là đã lạc đề và hầu như không đề cập đến những quan điểm thường thấy của ông về kinh tế, nhập cư và những lời chỉ trích máy móc đối với bà Harris. Ông Trump gọi cựu cố vấn an ninh quốc gia John Walton là thằng con trai ngu ngốc của một kẻ khốn. Ông cũng nhắc lại quan điểm rằng Đảng Dân Chủ chỉ có thể giành chiến thắng bằng cách gian lận. Trong khi đó, bà Harris vừa có cuộc vận động tại Michigan. Bà phát biểu trước một giáo đoàn, chủ yếu là người da màu ở Detroit rằng Chúa đã ban cho nước Mỹ một kế hoạch thiêng liêng đủ mạnh để chữa lành sự chia rẽ. Hai ứng cử viên thể hiện giọng điệu hoàn toàn khác nhau khi chiến dịch gần kết thúc. Bà Harris kêu gọi cử tri từ chối sự hỗn loạn, sợ hãi và thù hận. Nữ ứng viên Đảng Dân Chủ phản bác lại những mô tả của đối thủ về cuộc bầu cử Mỹ. Bà nói với các phóng viên sau buổi lễ nhà thờ rằng phát biểu của ông Trump chỉ nhằm đánh lạc hướng khỏi thực tế là chúng ta có và ủng hộ các cuộc bầu cử tự do và công bằng của đất nước chúng ta. Bà Harris khẳng định hệ thống tốt đó đã hoạt động tốt vào năm 2020 và ông Trump đã thua. Phó Tổng thống Harris khẳng định sự tin tưởng vào cuộc bỏ phiếu sắp tới và kêu gọi các cử tri, đặc biệt là những người chưa bỏ phiếu, không nên mắc vào bẫy chiến thuật này. Alex Floyd, người phát ngôn của Ủy ban Quốc gia Dân Chủ, cho biết trong một tuyên bố, những lời nói lan man và hùng biện nguy hiểm của ông Trump xác nhận những gì người thân cận nhất với ông ấy đã nói với chúng tôi. Ông ấy hoàn toàn không đủ tư cách để lãnh đạo và sẽ gây nguy hiểm cho nền dân chủ và pháp quyền của chúng ta nếu có cơ hội. Tuyên bố này ám chỉ việc các trợ lý trước đây của ông Trump cảnh báo không nên để ông trở lại Nhà Trắng. Một số sĩ quan quân đội nghỉ hưu thậm chí gọi ông Trump là phát xít. Kết quả các cuộc khảo sát chỉ 2 ngày trước ngày tổng tuyển cử tại Mỹ cho thấy hai ứng viên Kamala Harris và Donald Trump vẫn tiếp tục cạnh tranh siết sao tại các bang chiến địa chủ chốt. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay được dự báo sẽ có thể được định đoạt bởi lá phiếu của các cử tri ở các bang dao động hay còn gọi là bang chiến địa, bao gồm Pennsylvania, Bắc Carolina, Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada và Arizona. Chính vì vậy, cả hai ứng viên của hai đảng là Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều dành những ngày cuối cùng để vận động cử tri ở các bang chiến địa chủ chốt. Kết quả các cuộc khảo sát được công bố ngày 3 tháng 11 cho thấy hai ứng viên vẫn đang cạnh tranh hết sức xít xao tại các bang này. Khảo sát của New York Times, Siena College cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 3 điểm ở Nevada, 2 điểm ở Bắc Carolina, 2 điểm ở Wisconsin và 1 điểm ở Georgia. Trong khi đó, ông Trump có 4 điểm cách biệt so với bà Harris ở Arizona. trong khi hai ứng viên cùng có tỷ lệ ủng hộ là 47% ở Michigan và 48% ở Pennsylvania. Về tổng thể, bà Harris dẫn trước đối thủ một điểm ở 7 bang chiến địa với tỷ lệ 48% và 47%. Điều đáng chú ý là tỷ lệ cử tri cho biết họ có thể bỏ phiếu cho đại diện Đảng Dân Chủ tại các bang dao động là 48%, trong khi số người nói có thể bỏ phiếu cho ứng viên của Đảng Cộng Hòa chỉ là 45%. Trong khi đó, theo kết quả một cuộc khảo sát khác do The Hill, Decision Test SQ thực hiện, ông Trump dẫn trước bà Harris 0,2% với tỷ lệ 48,3% và 48,1% trên toàn quốc. Chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày bầu cử, nhưng số cử tri bỏ phiếu sớm đã gia tăng đáng kể trong những ngày qua. Tới nay, đã có hơn 77 triệu người bỏ phiếu sớm qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp hoặc bỏ phiếu qua bưu điện. Vài trăm người vừa tham gia cuộc tuần hành của phụ nữ ở bang Massachusetts trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ để thể hiện ủng hộ mạnh mẽ với Phó Tổng thống Kamala Harris và quyền phá thai. Họ diễu hành trong công viên Boston Common, giơ cao những khẩu hiệu như "Chúng tôi sẽ không quay lại" và "Phá thai là chăm sóc sức khỏe". Một số nam giới cũng tham gia cùng họ. Phong trào tuần hành của phụ nữ diễn ra ở Boston, Washington DC và Kansas City, bang Missouri. Những người tổ chức kêu gọi mọi người đi bỏ phiếu trong ngày của cuộc bầu cử, nhấn mạnh quyền phá thai có trong lá phiếu ở 9 bang. Chelsea Murphy chia sẻ với báo chí rằng bà tổ chức cuộc tuần hành vì muốn gửi đi thông điệp, bất kể ai chiến thắng trong cuộc bầu cử. Murphy nói, thông điệp của ngày hôm nay là chúng tôi muốn mọi người đều đi bỏ phiếu. Từ khi Tòa án tối cao lật ngược phán quyết Roe kiện Wade vào tháng 6 năm 2022, quyền phá thai trở thành vấn đề của từng bang. Quyền này trở thành chuyện nóng hổi trong cuộc bầu cử năm 2024, nhất là đối với các cử tri nữ. Tổng số 9 bang sẽ xem xét sửa đổi luật về bảo vệ quyền phá thai, bao gồm Arizona, Colorado, Florida, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada và Nam Dakota. Theo một cuộc khảo sát toàn quốc do Pháp New thực hiện vào tháng 3 năm nay, rất nhiều cử tri cho rằng quyền phá thai nên được hợp pháp hóa, với 2/3 ủng hộ việc áp dụng luật trên toàn quốc đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ này. Mức độ ủng hộ hợp pháp quyền phá thai tăng lên đáng kể từ khi phán quyết Roe kiện Wade bị bãi bỏ. Nhìn chung, chỉ khoảng 7% cho rằng phá thai không bao giờ được phép, 32% cho rằng phá thai nên bị coi là bất hợp pháp, ngoại trừ những trường hợp bị ép buộc, loạn luân hoặc để cứu mạng người mẹ. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump thay đổi lập trường về phá thai trong quá trình tranh cử với hy vọng có thể thu hút nhóm cử tri độc lập và một số thành viên Đảng Dân Chủ vỡ mộng. Tuy nhiên, ông Trump vẫn phản đối cho phép phá thai ở giai đoạn cuối. Trong suốt chiến dịch tranh cử, Phó Tổng thống Kamala Harris cho rằng ông Trump, người đã đề cử 3 thẩm phán vào Tòa án tối cao để họ lật ngược phán quyết Roe kiện Wade, đã khiến dịch vụ chăm sóc y tế cho phụ nữ ngày càng tệ và cho rằng ông sẽ càng hạn chế hơn nữa nếu đắc cử. Trang The Hill của Mỹ đưa tin, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris và đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump đang có màn ganh đua quyết liệt giành sự ủng hộ từ cử tri ở bang chiến địa Nevada. Cuộc khảo sát mới nhất được trường cao đẳng Emerson và trang phân tích chính trị Real Clear cho thấy có 48% cử tri tham gia khảo sát nói họ ủng hộ ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris, trong khi đó tỷ lệ này ở ứng viên Cộng hòa Donald Trump là 47%, có 2% cử tri ủng hộ cho ứng viên khác, trong khi 2% còn lại chưa đưa ra quyết định. Chuyên gia Spencer Kimball thuộc trường cao đẳng Emerson nhận xét, các cử tri ở bang Nevada đang chia thành các phe đối ngược nhau. Các cử tri nam Nevada nghiêng về phía ông Trump, trong khi các cử tri nữ lại bầu cho bà Harris. Được biết, có tới 40% cử tri bang Nevada tham gia cuộc khảo sát lần này quan tâm về vấn đề kinh tế, sau đó là về khả năng chi trả nhà ở với 13% cử tri quan tâm, vấn đề người nhập cư ở mức 12%, trong khi giáo dục và những mối đe dọa nền dân chủ đều là 9%. Dự kiến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần thứ 60 chính thức diễn ra vào ngày 5 tháng 11 sẽ quyết định Tổng thống thứ 47, được coi rộng rãi là chức vụ quyền lực nhất thế giới, và Phó Tổng thống thứ 50. Hàng chục triệu người đã bỏ phiếu sớm qua thư hoặc trực tiếp, do đó tránh được những hàng dài, thời tiết xấu tiềm ẩn hoặc những bất tiện khác. Ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm của bang Georgia đã phá vỡ kỷ lục. Theo các quan chức tiểu bang, trong khi hơn 97.000 người chưa từng thấy đã bỏ phiếu vào ngày đầu tiên ở Wisconsin. Theo Hội đồng lập pháp tiểu bang toàn quốc, ngoại trừ Alabama, Mississippi và New Hampshire, tất cả các tiểu bang đều cho phép cử tri có cơ hội bỏ phiếu trực tiếp tại điểm bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Hầu hết các tiểu bang bắt đầu kiểm phiếu vào ngày bầu cử và một số tiểu bang yêu cầu các viên chức phải đợi cho đến khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa mới bắt đầu kiểm phiếu. Một số tiểu bang cung cấp một phiên bản bỏ phiếu sớm được gọi là bỏ phiếu vắng mặt trực tiếp, trong đó cử tri có thể lấy và nộp phiếu vắng mặt trực tiếp tại địa điểm bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Hầu hết các tiểu bang đều cung cấp một số hình thức bỏ phiếu vắng mặt, trong đó cử tri yêu cầu một lá phiếu trước và gửi lại qua thư. Một số tiểu bang cung cấp cho cử tri tùy chọn gửi lại phiếu vắng mặt vào hộp thư an toàn. 8 tiểu bang thực hiện bầu cử hoàn toàn qua thư, trong đó tất cả cử tri đã đăng ký đều nhận được một lá phiếu qua thư, bất kể họ có sử dụng hay không. Luật liên bang yêu cầu các tiểu bang phải gửi phiếu bầu vắng mặt cho cử tri quân đội và cử tri ở nước ngoài. Hầu hết các tiểu bang cho phép các viên chức xử lý ngay lập tức các lá phiếu bầu vắng mặt, nhưng một số tiểu bang yêu cầu họ phải đợi đến ngày bầu cử mới bắt đầu xử lý các lá phiếu. Điều này có thể làm chậm việc công bố kết quả bầu cử. Vào ngày bầu cử, mọi người khác đều đến các điểm bỏ phiếu để bỏ phiếu. Sau khi kiểm phiếu xong, kết quả sẽ bắt đầu được công bố. Dữ liệu cập nhật từ 47 bang và quận Columbia cho thấy khoảng 71,5 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu bầu Tổng thống. Theo một cuộc khảo sát mới, Phó Tổng thống Kamala Harris bất ngờ giành lợi thế trước đối thủ Donald Trump tại bang Iowa. Theo những dữ liệu do đài truyền hình CNN, công ty nghiên cứu Edison Research and Catalyst, các nhà phân tích và nhóm hoạt động phi lợi nhuận thu thập tới ngày 2 tháng 11, số cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu sớm trước ngày tổng tuyển cử 5 tháng 11 tương đương khoảng 45% trong số 158 triệu phiếu bầu Tổng thống năm 2020. Cách đây 4 năm, giữa đại dịch COVID-19, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm lên tới 70%. Đến nay, 14 bang đã vượt 50% tổng số phiếu bầu Tổng thống vào năm 2020. Dẫn đầu trong số này là bang Georgia, nơi tỷ lệ bỏ phiếu trước ngày bầu cử quốc gia hiện đạt 80% tổng số phiếu cách đây 4 năm. Tờ The Guardian của Anh đưa tin, một cuộc khảo sát mới ở bang Iowa cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ bất ngờ dẫn trước đối thủ Donald Trump ở Iowa, một bang được coi là an toàn đối với Đảng Cộng Hòa. Theo cuộc thăm dò dư luận do công ty Selzer thực hiện cho báo Des Moines Register và công bố kết quả ngày 2 tháng 11, bà Kamala Harris đang dẫn trước ông Donald Trump 3 điểm ủng hộ tại bang trung tâm Iowa, nơi cựu Tổng thống từng thắng cử vào năm 2016 và năm 2020. Kết quả thực sự khiến giới phân tích sửng sốt vì ở một cuộc khảo sát tại đây hồi tháng 9, ông Donald Trump dẫn trước bà Kamala Harris 4 điểm. Cựu lãnh đạo Nhà Trắng Donald Trump thậm chí còn vượt xa đối thủ Dân Chủ tới 18 điểm trong một cuộc khảo sát hồi tháng 6. Dù các chuyên gia chính trị và những người thăm dò ý kiến rất cảnh giác với việc quá coi trọng bất kỳ cuộc khảo sát nào, nhưng họ lưu ý Selzer là tổ chức thăm dò uy tín với thành tích tốt ở Iowa. Giới quan sát tin rằng nếu bà Kamala Harris còn có thể cạnh tranh với ông Donald Trump ở Iowa, điều đó có thể định hình lại cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay một cách triệt để. Trong diễn biến đáng chú ý, bà Kamala Harris đã tiếp tục áp dụng chiến lược khai thác lợi thế từ người nổi tiếng. Vào ngày 1 tháng 11, bà Harris mời nữ rapper Cardi B tham dự sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin. Tuy nhiên, buổi meeting không suôn sẻ như dự đoán khi bài phát biểu của nữ rapper 32 tuổi gặp trục trặc. Máy nhắc chữ bị sự cố kỹ thuật đẩy Cardi B vào tình huống khó xử, không biết bắt đầu từ đâu. Phải mất một lúc Cardi B mới lấy lại được bình tĩnh và tự tin. Cô khuấy động đám đông bằng câu hỏi liệu họ đã sẵn sàng tạo nên lịch sử bằng cách bầu ra nữ tổng thống đầu tiên hay chưa. Nữ rapper Cardi B nói, chúng ta đã sẵn sàng thay đổi trong 8 năm tới chưa, bởi vì chúng ta cần đảm bảo bà Kamala Harris tại vị trong 8 năm. Sau chia sẻ ngẫu hứng, Cardi B được trao một chiếc điện thoại có bài phát biểu mà cô chuẩn bị từ trước. Máy nhắc chữ dường như không thể hoạt động ngay lúc đó. Trong bài phát biểu chính thức, nữ rapper cho biết bà Harris khiến cô hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về cuộc bầu cử. Chủ nhân hit I Like It ca ngợi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vì lòng trắc ẩn và sự đồng cảm, sau đó chỉ trích ông Donald Trump về chính sách sức khỏe sinh sản dành cho phụ nữ của ông. Cardi B mô tả ông Trump là người đại diện cho sự cố chấp, kỳ thị phụ nữ, gây ra chia rẽ, hỗn loạn và không rõ ràng. Ngoài Cardi B, Chloe Grace Moretz là nghệ sĩ tiếp theo lên tiếng ủng hộ bà Harris. Trong thông điệp đăng trên Instagram ngày 2 tháng 11, bạn gái cũ của Brooklyn Beckham tuyên bố đã bỏ phiếu sớm cho nữ chính trị gia. Nữ diễn viên không ngần ngại công khai giới tính thật để kêu gọi mọi người đưa ra quyết định đúng đắn trong cuộc bầu cử Mỹ sắp tới. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo VietNamNet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!